Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 15 tháng 8 tới đây, thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, có rất nhiều điểm mới đã thay đổi so với thông tư cũ mà người dân cần phải lưu ý khi đi đăng ký hay mua bán xe. Nếu như trước ngày 15 tháng 8, khi mua mô tô xe gắn máy hay xe ô tô các loại sau khi hoàn tất các thủ tục về thuế, sẽ được cảnh sát giao thông hướng dẫn làm thủ tục cấp mới giấy chứng nhận chủ quyền xe, cặp vè xe và biển số xe để lưu hành theo quy định. Riêng đối với những cơ sở bán xe đã qua sử dụng cũng vậy, khi có người mua xe là chỉ cần làm thủ tục sang tên đổi chủ mà không cần phải cấp biển số khác. Tuy nhiên, trong hoạt động mua bán xe đã qua sử dụng phát sinh những điểm bất cập ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của chủ xe và người mua xe, kể cả người bán. Một bộ phận không nhỏ người dân khi mua xe cũ không thực hiện việc đăng ký sang tên đổi chủ, vẫn giữ nguyên cặp vẹt có tên chủ xe cũ để lưu thông. Khi có sự cố thì cơ quan chức năng gặp khó trong việc xử lý vi phạm. Thông tư 24 ra đời với những điều khoản mới đã thay đổi cơ bản những quy định của thông tư cũ. Người dân và cơ sở bán xe bước đầu đã có sự chuẩn bị để thực hiện. Kinh doanh xe đó, người bán cho khách hàng thì bên em là phụ trách luôn hỗ trợ khách hàng là việc mà sang tên di chuyển hay là sang tên trong tỉnh và các thứ. Đối với tất cả xe thì khi mà mình giao dịch với khách hàng thì có hợp đồng rõ ràng, rồi xong rồi thì tất cả những cái cặp vè xe hay là hồ sơ gì lưu cho mình lưu lại hết. Thông tư 24 Bộ Công an mà có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 á, thì đối với những cái xe mà khi mà mình sang tên, kể cả trong tỉnh hay ngoài tỉnh, thì tất cả là mình chỉ bán xe thôi, còn việc mà cặp vè xe hay là biển số xe thì sẽ trả về cho bên cảnh sát giao thông lưu giữ. Theo thông tư 24, đối với xe đã đăng ký có biển 5 số trước ngày 15 tháng 8, thì biển số xe này sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe, gọi là biển số định danh. Đối với xe đã đăng ký có biển 5 số và đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15 tháng 8, thì biển số xe này được chuyển vào kho biển số do cảnh sát giao thông địa phương quản lý trong thời gian 5 năm. Còn đối với xe có biển số là 3 số, 4 số thì vẫn tiếp tục được lưu thông, nhưng khi có yêu cầu cấp biển số định danh hoặc cấp lại chứng nhận đăng ký xe chính chủ thì sẽ thu hồi để cấp mới biển số định danh theo quy định. Thông tư này cũng quy định chủ xe có biển số định danh khi chuyển nơi cư trú không cần phải đổi biển số xe. Trước 15 tháng 8 thì em vẫn bán xe bình thường, còn mà sau 15 tháng 8 thì em sẽ giữ lại biển số và kẹt vẹt để theo mã định danh của khách. Em lo lắng là khi mà em giữ lại kẹt vẹt biển số cho khách thì lúc đó em làm giấy tờ sang tên xe cho khách thì em không biết nộp tất cả giấy tờ này ở đâu và chỗ nào. Thành phố Cần Thơ có khoảng 250 cửa hàng, cơ sở kinh doanh xe ô tô, mô tô, xe gắn máy mới và đã qua sử dụng, nhiều nhất là quận Ninh Kiều. Gần đến ngày thực hiện thông tư mới, các ngành chức năng trong thành phố cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định đến người dân, chủ cơ sở mua bán xe để thực hiện có hiệu quả thông tư này.